lên ăn khôi, hai ăn Tommy chừng. Đó, khi mà đối với cái ngón này là mình sẽ đi cái màu blue ha. Mình sẽ đi ngược một chút xíu thời gian với cái ngón bên kia. Mình sẽ đi cái màu blue và kết hợp với cái màu nút để tạo ra cái ombre. Đó, mình cho từ từ thôi cái bột nó xuống ha. Hai Minh Châu, Lu, hai Maria, hai Nguyễn Nguyễn. Đây ha, mọi người có thấy rõ không? Thank you Linh Anh Khôi, thấy rõ ha. Hai Lore. Yến Dí, giúp con bật cái tivi nhỏ chút nha. Thank you. Hai Rinley. Ok, bây giờ là mình, đây là mình sẽ đi cái bộ móng nhọn hôm nay và mình sẽ vẽ một số họa tiết. Mình có cái màu eye cream rồi nhưng mà mình sẽ trang trí thêm một chút xíu. Hai Rinley, hai Thuận Trí, hai Nhi Lê nha. Đó, bây giờ là mình sẽ đi cái màu nude ombre. Mình sẽ cho nó dày chút xíu ha. Hai Tuấn Tạo, hello hai Quỳnh Vũ, hai Tina, hai Nhi Lê, hai anh Kevin, hai Xuân Trương. Ok, bây giờ là mình sẽ từ từ mình vuốt thôi. Mình sẽ cho nó dày một chút xíu. Hai Tina, thank you. Hai Lan Ngọc, hai anh Cường Nguyễn. Ok, bây giờ là mình sẽ đi cái màu ombre ha. Mình sẽ từ từ mình clean hai bên hông nha, cho nó sạch nè. Màu này đi với hai Cường Nguyễn. Cái màu này á, hai màu này đi chung á, rất là hợp nha. Cái màu xanh, màu số 46 và màu số 4. Hai Lan Ngọc. Đây ha, bây giờ là mình có xong cái phần ombre rồi. Mình sẽ qua ngón kế tiếp. Thì hôm nay là Christine sẽ kết hợp 3 màu nha. 3 màu. Hai Melinda, hai Michael, hai Melissa. Kêu nó đợi đi. Yeah, you wait, okay? After her, yes. Rồi đối với cái ngón này là Christine sẽ thiết kế là sẽ đi cái màu đó. Khi mà mình đi cái glitter mà mình phủ một lớp bột clear mỏng á, là mình sẽ cho nó cái bột nó hơi mỏng thôi nha, vì lát nữa là mình sẽ đi cái bột clear thứ hai. Mọi người có nghe rõ không? Hiện tại là cái chỗ Christine đang làm live thì nó hơi ồn chút xíu ha. Cả nhà thông cảm nha. Thank you nhiều. Hai Vô Danh. Hai Quang Rá. Xin chào cả nhà nha. Thank you. Đó, đây là cái màu mà trong Just Nail ha. Đây là màu số 40, màu số 46. Đó, đây ha, màu rất là đẹp nè. Bây giờ là mình sẽ cho cái phần châm tuyến vào ha. gonna make like perfect like that. But this one is not really. Khi mà nếu mà cái bột của mình khô ở đó, những cái kem tuyến lớn này tốt nhất là mình đừng có pha cái clear ha. Mình chỉ cần để như vậy thôi. Nếu mà cái bột của mình nó đã lợ khô rồi, mình sẽ cho một chút xíu cái clear vào ha, để cho nó ướt. Sau đó là mình sẽ dùng cây cọ của mình và nhấc những cái kim tuyến vào ha. Mình sẽ kết hợp hai màu kim tuyến. Mình tạo cái đường vòng cung thôi. Khai ồ, khai lờ hả? Hai chu. Giờ chị muốn chị gọi em là khai ồ hay là khai lờ nè. Mình sẽ cho một chút xíu clear ha vào những cái chỗ này, sau đó là mình sẽ cho cái kim tuyến của mình có vào. Thấy không? Christine dùng cây cọ rất là nhẹ nhàng thôi. Bây giờ là mình sắp xếp xong cái phần của mình ha. Hai Huệ Chân, hello hai. Hai Candy. Khi mà mình xong vậy rồi đó, mình sẽ cho phủ một lớp bột clear thật là mỏng vào nha, để cover cái kim tuyến mình có. Hai Liêm. Christine sẽ mua cho cái camera của mình á, đi xa một chút xíu ha, vì nó hơi gần một chút xíu. Christine finish cái ngón này là sẽ mua cho nó xa một chút xíu ha. Đó, trường hợp nếu mà kim tuyến của mình á, mà nó nằm ở ngay góc này nè, nếu mà nó hơi bị nhọn á là nó sẽ không có nằm xuống ha. Nhưng mà các bạn đừng có lo, khi mà mình cover cái bột clear á, nếu mà nó cover không hết á, lát nữa là mình sẽ dũa bớt nha. Mình sẽ dũa bớt cái góc nhọn này. Đó, thế là mình xong ha. Để Christine mua cho nó hơi form một chút xíu. Đó. Đủ xa chưa? Đủ xa ha. Thank you Liêm. Hi Linh My. Hi Nhật Trần, thank you. Hi Gary Hồ. Đó, bây giờ là cái mình đã xong cái phần này. Hi Alice, hi Henry Nguyễn, hi Patrick, hi Phương. Lâm, hi Chip Chip. À, bây giờ là mình sẽ qua cái mình sẽ kết hợp và mình sẽ kết hợp cái màu tím ha. Màu này rất là dễ thương quá. Màu tím nhẹ nhàng thôi và blender. Hai Kim Lê, đây là những cái màu mà rất là nhẹ nhàng ha. Nên tại sao là Christine đặt cho nó cái tên là ice cream. Đó, thường thường mình đi ăn keo là nó có những cái màu này rất là nhẹ nhàng, dễ thương quá à. Mình sẽ đi ombre ha. Đối với cái design này là Christine làm điểm nhấn là có một ngón là Christine đi cho nó một màu thôi, còn những ngón còn lại là Christine sẽ đi cho nó ombre hết. Hi Brian, thank you. Hi Kim Lê. Hi Duy Hà. Ok, giờ bây giờ là mọi người thấy được rõ rồi đúng không? Thank you cả nhà nha. Thank you Kyler nhiều quá lắm. Đó, sau đó mình sẽ dùng cái tay nè, mình vuốt cho nó giữ được cái độ nhọn nha. Đây ha. hai anh gia bảo, hai anh và mình sẽ đi cái màu âm rì. Đó, mình nhẹ nhàng và từ từ vuốt xuống nha. Mọi người có nghe rõ không? Có nghe rõ Christine nói gì không? Một hũ bột trên web tùy theo cái màu nha. Những cái màu bột màu á là 2 ao một hũ nha. Còn đối với những cái màu ấp quai hay là màu nút á thì là trên website là sẽ có 16 ao hoặc là 2 ao, tùy các bạn lựa chọn nha. Đó, bây giờ là mình xong cái ngón này và mình sẽ tiếp tục đi những cái phần còn lại nè. Đó, bây giờ là mình ra được những cái màu như vậy rồi. Thank you anh Gia Bảo, hi David Trần. Đó, mọi người nghe rõ là được rồi, tại vì cái tiếng của Christine đó thì nó không có lớn lắm. Thank you Kay. Let's see. They didn't dry correctly. I stayed here for like 30 minutes. Cái top. Ok, bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi giống như cái ngón út nha. Mình sẽ thay đổi một chút xíu về những cái vị trí của màu ha. Hai Nguyễn Trung Hiếu, thank you em, you welcome, không có chi nha. Đó, bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi những cái phần còn lại. Khi mà xong cái bột này á là mình sẽ design line work nha. Mình sẽ là vẽ bông bằng cỏ nét. Những cái bông design rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi mà mình làm á rất là nhẹ nhàng, và những người khách á thì nó thích đơn giản như vậy á, thì mình nên thiết kế làm sao để cho những cái màu nó nhẹ nhàng và design nó dịu thôi ha. Và khi đó thì Christine sẽ cho một chút xíu diamond ha. Mơ chấm. Hi Jessica. Khi mà mình xong rồi ha, mình vuốt cho nó lấy cái độ nhọn, mình lấy đi cái phần bột mà còn dư á. Sau đó mình sẽ vuốt lại ha, mình cho ôm cho nó sát vào. Vì lúc này á, cái bột của mình nó chưa có hẳn là khô lắm. Đó, mình còn có thể là định hình cho nó ha. Hi Jimmy. Hi Linh Trần. Hi Justin, thank you Justin. Chưa xong nữa. Ok. Bây giờ là mình sẽ đi cái màu nút luôn ha. Mình sẽ cho nó đặt ở phần chính giữa, sau đó mình sẽ nhẹ nhàng mình vuốt xuống nè. Đó. Khi mà mình vuốt xuống á, mình giống như là lướt trên mặt sóng là như vậy ha. Đó. Nhẹ nhàng thôi là nó sẽ ra cái âm rì mình muốn. Sau đó là mình sẽ clean hai bên hông nha. Bên này nè, còn cái ngón này mọi người thấy không? Là Christine đi cái màu 46 và màu số 4. Nó sẽ ra cái màu này rất là đẹp, dễ thương lắm. Ok, ngón bên này. Hi Jason, hi Smile. Ngón này là Christine sẽ đi lại cái màu này cho mọi người xem ha. Nó rất là dễ thương nè. Đó, Christine sẽ đi cái màu số 4. Trước là cái màu baby blue á. mọi người thấy màu đẹp không? Mình sẽ giúp cho nó đều ha, và mình cố gắng là không có cho nó mất xếp nha. Đó, cái móng nhọn của mình nó quan trọng là đây nè, đó mình không có cho nó mất xếp. Sau đó là Christine sẽ cho cái màu purple này vào. Hai màu này đi chung rất là dễ thương ha. Mình sẽ clean cuticle. Yes, we do. Đó, bây giờ cái móng của mình là đủ độ dày rồi ha. Đó, mình sẽ dần. Just Nail. Yes, Just Nail. Hi Hà Huỳnh, hello, hi. Bây giờ là mình sẽ clean tất cả và mình sẽ design hai nhật phẩm. Hello, chào cả nhà. Đó, hiện tại là Christine đang sử dụng những cái màu của Jas Nail nha. Các bạn order trên website Jas Nail. Để Christine tìm cái website ha. Thế bây giờ là mình sẽ đẩy nắp ha. Màu này có phải 46 không? Số 4 là purple. Màu baby blue là số 4 nha. Đây ha. Đây là màu số 4. Xin đẩy nắp lộn luôn á. Hi anh Hòa Huỳnh, thank you. Hi Matthew. Mình qua cái phần dũa nha. Mình sẽ dũa bên này trước. Đối với cái móng nhọn á, Christine là thắt khe cái phần nhọn ở đây ha. Mình chỉ khi mà một nhựa nhọn á, mình khi mà cái nhọn của Christine đó là nó đi vi ha, nó vi hai bên vi giống như là mình viết chữ vi vậy đó, nên nó cần cái độ thẳng, nó được cần cái độ thẳng và thật là nhọn. Đó, bây giờ là mình sẽ lấy lại cái shape cho nó đều ha, vì trước khi lên bột là Christine cũng lấy shape qua rồi, nhưng mà khi mà mình lên bột á, mình cũng phải lấy sơ lại ha. Đó, mình sẽ đi từ từ thôi. ha. Bây giờ là mình lấy được cái độ nhọn lại của mình có rồi. Hai liên chừng, hai chuyên nguyễn. Đó, mình sẽ tiếp tục lấy cho những cái ngón còn lại cho nó đều nhau ha. Đó, mình đừng có cho nó dính bột đây nè. Là Kim tính khi mà mình dụ xếp á, thì nó dễ lắm. Với anh chị mà mới vào nghề đó, khi mà mình mới bắt đầu làm á, thì mình hơi bỡ ngỡ, mình chưa có nhìn được chỗ nào cần dụ đó, thì mình cứ để cái cây dụ như vậy nè, thẳng xuống, đúng không? Muốn chính xác cho nó thẳng không á, mình để cây dụ ha, nằm ngang nghiêng như vậy nè, mình thấy không? Nếu mà nó còn khe hở là mình sẽ đi cho nó thẳng ha. Còn nếu mà nó đã thẳng rồi đó thì mình chỉ cần lấy xếp làm sao cho nó nhỏ lại thôi, nó đều lại là được. Đó, bây giờ là cái nhọn của mình nó đã ra rồi ha, nó đã trở lại. Nên á, tới khi mà mình dụ á, mình cắt sao mình dụ vậy ha, mình sẽ không có đi thêm nhọn, đi cho nó ngắn nữa. Mình chủ yếu là lấy cho nó thẳng và đều là được. Okay, mình sẽ tiếp tục đi những cái ngón còn lại nha. Hi Direct, hi Tony, anh Tony Nguyễn. Khi mà mình dụ á, những anh chị khi mà mình dụ, nếu mà muốn tách, khi mà mình mới bắt đầu làm á, mình sợ quá thì mình nắm tay khách vậy nè, thì là đối với cái móng già vậy á, nếu mà mình nắm vậy á là cái người khách đó, nó không có bị tê, không có bị ê tay nha. Vì nếu mà trong lúc mà dụ á, mình ra sức á, là cái tay của khách, cái tay của người khách đó nó sẽ bị đau hoặc là nó bị bơn á, vì cái móng tay thịt của khách đó nó rung rinh. Hai anh Trường Ca, thank you. Đó, bây giờ mình sẽ đo lại coi những cái ngón tay của mình có đều chưa nha. Hai Hà Vân, hai chị. Hai Sĩ là Hoàng. Đó, mọi người có thấy rõ không? Thấy rõ ha. Thank you. Hai chị Thu Hằng. Đó, mình sẽ ngắm lại coi cái nail của mình đều chưa ha. Đó, khi mà mình dụ ngón này thì mình sẽ nhìn qua ngón kia, để tránh là khi mà mình, nếu mà mình lớn mình dụ mà nó còn mập quá thì mình lấy ốm còn được, nếu mà mình lỡ dụ ốm quá thì nó hư hết. Hai Kelly Nguyễn. Đó, hai em Tránh. Chào buổi sáng. Giờ Việt Nam là buổi sáng nữa ha. Em khỏe không? Is he shiny? Like how this one's shiny and this one isn't? Yeah, no, like right here, this is shiny. Ngồi qua bài số 12 đi. 13 đi, 13 đi. Bàn số 13 đó. Okay. Khi mà mình làm xong mình sẽ ngắm lại cái nail của mình ha. Coi cái shape nó có chuẩn chưa. Đấy. Khi mà nó chỉnh rồi mình sẽ qua cái bên kia ha. Đa số những cái bộ nail mà Christine làm á thì nó thường hay nhẹ nhàng thôi ha, nên á những cái màu sắc cũng rất là nhẹ nhàng. Và quan trọng là khi mà mình phối màu với nó, nếu mà nó hài hòa thì nó sẽ, dù cái màu đậm đi nữa nó cũng ra cũng rất là dịu. Hình như càng ngày càng nói không có ra tiếng hay sao á. Dạ chị. Hai chị Phương chơi. Hai Ara. Hai Nguyễn Trương. Đó, đây là những cái giá tiệm hai Annalie. Hình như là mai 5 giờ có hẹn rồi đó. Ừ. Hello Annalie. Hi Ara, so the file. Oh, so this one, that's not Chris John too. So right now the Just Nail, they have the nail for the new file. They're very strong. So you can shop for the JustNail.com. This one not very strong too. Yes. thank you nha. Cảm ơn anh Nguyễn Trương nha, màu dễ thương. Màu này ngọt lắm. Đây ha, bây giờ là mình sẽ double check cho hai bên lại với nhau ha. Mình coi nó đều chưa. Nếu mà chưa có đều là mình sẽ dũa cho nó đều nha. Mình sẽ coi. Mình sẽ double check hai bên trước khi mình dũa máy. Bây giờ cái shape của mình xong rồi, bây giờ mình chỉ cần dũa máy thôi. Mình sẽ sử dụng cho cái phần dũa nha. Đây ha, cái đầu này ha, mình không có sợ là nó sẽ cắt da tay khách khi mà mình clean under. Mình sẽ dũa những cái bỏ đi những cái phần bột ha, nhưng mà mình đắp nó bị rơi vào đây nè. Mình xong rồi, mình chỉ cần dụ cuticle là xong, mình chỉ cần chạy sơ thôi ha. Vì lúc mà mình đi mình cắt bột quá là mỏng rồi, mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong cái phần dụ và cái phần chạy máy. Đó, mình sẽ dụ lại một chút xíu nha. Hi em, Alice. Đó, mình sẽ... Hi Trang, khỏe không em? Okay, yes. Yes. Đó, mình sẽ chắc chắn mình check lại một lần nữa ha, trước khi mình đi cái phần cuticle. Những cái bộ nail mà Christine hay làm á là màu của Just Nail ha, là nó nằm trong số 50 màu mà Just Nail có. Thì Christine mỗi lần làm là Christine sẽ cố gắng đưa ra cái màu cho mọi người ha. Nếu bạn anh chị nào mà có cái màu của Just Nail á thì mình có thể phối hợp như vậy, vì tùy theo cái từng màu và nó sẽ kết hợp với cái màu đó. Hi Annie Trần, thank you. Cảm ơn nhiều nhé. Cái màu nó dễ thương nè. Đây ha, mình đi xong lại hết rồi. Bây giờ là Christine sẽ dũa cuticle thôi. Hi Annie. Đó, mình dụa nhẹ nhẹ thôi ha, vì cái phần cuticle mình cũng không có đắp, mình vừa đắp tới da thôi, nên là bây giờ mình dụa rất là dễ, đúng không? Đúng không? Với lại những cái đầu dụa mới này á, bây giờ là nó không có bị nóng tay nha. Đó, nó không có bị nóng tay nên là mình sẽ giảm được cái độ ma sát với cái da, tay cách nó sẽ không có bị nóng nhiều. Đó, những cái kim tuyến hồi nãy mình chưa có bọc được hết cái clear á, là mình sẽ dụi cho nó ra nha, thấy không? Này mình sẽ dụi cho nó ra, nhưng mà nó không có phải là mất hoàn toàn mất đi, nó sẽ còn lại một nửa. Vì á, đối với cái ở đây cái độ nhọn nó có cái độ cong vậy nè, những cái kim tuyến lớn này nó sẽ không có nằm hẳn, nên nó sẽ bị đưa lên một xíu. Mình chỉ cần dụi bớt một góc thôi là được rồi. Hai quý diễm đi à. Cả nhà có thích cái móng nhọn không? Móng nhọn dễ thương lắm á. Đây là cái bộ nail và Christine dùng cái tip mà có trong Just Nail ha. Đó, cái size này là Christine không có cắt nè. Hai biên độ. Mình chỉ cần dụ sơ là được ha. Bây giờ mình sẽ qua cái bên này. Đó, mình dụ nó thật sát ha. So you want whole flower? Yeah. Đó, mình sẽ đi từ từ ha. Mình sẽ vẽ cái 5 cánh bông thôi. Và mình sẽ kết những cái bông này lại với nhau. Mình đi mộng như vậy ha. Sau đó mình sẽ vẽ một cánh nữa, một cái bông nữa, là mình sẽ nối kết nối lại những cái cánh bông này lại với nhau nè. Ở đây ha, mình sẽ đi một cái cánh đây. Đó, mình sẽ cho nó dính liền với nhau. Mình không có nhất thiết là sẽ đi nhiều cánh. Cánh này là Christine đi hơi bị lộn rồi đó. Hơi bị lộn chút xíu ha, không sao. Đó, mình sẽ chữa nó. Mình cứ đi hết ngón như vậy nè. Đó, bây giờ là mình có bông như vậy ha. Tiếp tục ở đây. mình sẽ nối kết cái điểm này lại với nhau và mình cũng đi một cái bông. Nhưng mà cái bông này thì sẽ nhỏ hơn ha, cái bông này sẽ nhỏ hơn những cái bông kia, tùy theo cái vị trí của mình có. Đó, mình sẽ đi từ từ và ra cái bông của mình muốn. Mình sẽ đi đầy hết cái móng của mình. Đây là những cái design thật là đơn giản, là mình có thể làm trong cái cho cái người khách của mình, nó không có tốn nhiều thời gian lắm. Bây giờ là mình xong rồi ha. Bây giờ là cái bông của mình nó như vậy, là nếu mà mình cảm thấy nó đẹp á thì mình dần. Còn nếu mà mình muốn nữa thì mình sẽ thêm những cái nét ha. Trước khi mình thêm những cái nét á, mình nên để vào cái máy treo trước, sau đó là mình sẽ quyết định. Vì bây giờ cái này gọi là design, design theo theo cái ok insight. Nếu mà mình cảm thấy nó đẹp á là mình có thể dần rồi. Mà có lớp nha. Đấy. Ok, Christine đang dùng cái treo này vẽ nha. Đây là cái treo ha, đây là cái chai treo mà kiểu này nè, kiểu này nè ha. Đây là cái treo mà Christine đang dùng. Ok, bây giờ là Christine sẽ qua cái ngón tay bên này ha, là Christine sẽ đi tương tự cái bên kia như vậy ha. Đó, mình đi từ từ nhẹ nhàng thôi. Quan trọng cái bông của mình á, nó có cái đường lít, đường lai á là nó mỏng thôi, nó không có dày nha. Cái bông của mình á đòi hỏi là điều là nó không có dày, và cái đường lai của mình nó thật là mỏng thôi. Mình sẽ đi nhẹ nhàng và đi hết cái ngón này, giống như cái ngón bên kia như vậy. Cái treo này á, nó đủ cái độ đậm. Ok, Christine sẽ vẽ lại cái ngón này nha. Hi Alex. Hãy kêu Alex Nguyễn nha. Đó. Cái mình sẽ đi lại ha. Thì nếu mà mình cảm thấy là mình đi chưa có đều á thì mình chùi đi vẽ lại. Đúng không? Vì những cái khi mà mình đi những cái đường nét như vậy á thì cái đường nét của mình nó phải mướt. Nên khi mà ra cái design của mình nó mới đẹp. Nó phải mướt nha. Nếu mà mình cảm thấy nó không có mướt á, mình nên vẽ lại. Khi mà mình vẽ những cái line nhỏ như vậy á, mình lấy ít nước sơn thôi, mình không có dùng nước sơn nhiều. Và khi mà mình đặt cây cọ mình xuống á, mình không có đè mạnh nha. Mình nhẹ nhàng thôi, mình đi thật là nhẹ nhàng thôi. Treo vẽ đó mua đâu hả Quyên Lê? À, mua ở Nail Supply nha. Nail Supply cái hiệu này nè. À, Nail Supply nào cũng có nha. Đây là cái hiệu ha. Cái hiệu treo nè, mọi người thấy không? Đó, bạn nào giúp Christine pin nó vô nha. Thì các bạn có dựa vào cái hiệu treo đó và mình đi mua là nó có nè. mình sẽ đi cho nó thật là nhẹ nhàng ha. Đó, bây giờ các bạn thấy không, khi mà mình làm ombre á, mình vẽ những cái line này vô nè, những cái bông này vô nè, nó làm cho cái móng neo của mình nó khác hoàn toàn đúng không? Vì á, phần dưới cái neo của mình nó có ombre. Đó, một phần nào đó nó hép cho cái design của mình nó nổi bật lên. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái tay người khách này vào máy ha. Ok, inside. Inside. Yes. Mình sẽ tiếp tục đây. Cái ngón còn lại. Đó, bây giờ là mình sẽ thiết kế cho nó một chút xíu ha. Thì mình sẽ không có đi cho nó màu mè quá, nhiều quá. Nên á, Christine sẽ đi những cái đường lin nhỏ trong cái bông này nè. Đó, mình sẽ đi những cái đường lin nhỏ cái bông ha. Đơn giản thôi. Cái đó là mình thiết kế riêng một cái design thật là mỏng thôi nha. Những cái đường tưa cái nó sẽ mỏng hơn cái cánh bông của mình nữa, và mình chỉ cần đi cái vài nét là được. Đó, mình sẽ đi hết ha. Sau đó lát nữa là mình sẽ đính cái diamond mình vào. Đó, bây giờ nó sẽ ra cái design khác hơn. Đây ha, bây giờ cái design cái bông của mình xong rồi. Ok, insert. Và cái ngón này mình sẽ thực hiện giống như cái ngón kia ha. Đó. Trước khi xong mình sẽ nối những cái cánh này lại với nhau. Mình đi những cái tia thật là mỏng thôi nha. Hai Thảo Bi. Nhẹ nhàng. Mình không ấn mạnh cây cọ nha. Đúng không? Mình sẽ đi cho nó thật là mỏng thôi. Đó, khi mà mình thêm những cái tia bông ở trong nữa, đối với ngón, trường hợp ngón này nó sẽ ra cái khác nữa, thấy không? Đó, mình thấy là cái bông á, nó ra nó khác biệt liền đúng không? Nên á, mỗi cái bước đi cho cái cánh bông, cho cái design của mình nó sẽ khác nhau. Đó, hoặc là mình có hay là không có, nó sẽ ra một cái design khác nhau. Thank you chị Vân. Thank you Nina Nguyễn. Bây giờ là mình xong cái bông mình đúng không? Bây giờ là mình cho vào máy ha. À, còn nếu mà mình muốn tiếp tục thêm á, những cái design á, thì mình sẽ đánh giá ok bây giờ là mình sẽ thêm những gì vào. Nhưng mà Christine sẽ để cái design này á, đơn giản nằm ở đây thôi. Và mình sẽ không có tiếp tục đi ha. Nhưng mà thay vào đó là Christine sẽ đi cái ngón này bông giống như ngón này. Thank you Tracy. Đó, cái ngón này á, vì cái bông này nó rất là đơn giản nên là mình sẽ cho nó giống nhau hai bên ha. Mình sẽ không có tiếp tục đi những cái khác nữa. Vì nếu mà đi những cái khác á, vì cái bông của mình nó thật là nhẹ nhàng thôi. Cái bông của mình nó nhẹ nhàng lắm. Nếu mà mình đi một cái nổi hơn hoặc là trọi hơn thì cái bông của mình nó sẽ không có không có giá trị nữa, vì lúc đó là nó sẽ bị lấn át đi, nó làm cho cái bông của mình nó không có được nổi nữa. Đó, nên là bây giờ là Christine quyết định là sẽ đi cho gấu này nữa ha, sẽ cho nó giống nhau. Mình không nhất thiết là bông nào nó cũng đều như nhau, không cần nha các bạn. Đó, mình sẽ đi thật là nhẹ nhàng, có cánh lớn cánh nhỏ nha, nhưng mà quan trọng là những cái nét như vậy nó sẽ nối với nhau. Đó. Và mình có thể là thay đổi những cái vị trí cánh bông. Hello Andy, thank you so much, thank you. Ok, bây giờ là mình sẽ đi ha, mình nhẹ nhàng thôi. Bây giờ là mình hai cái cánh bông này mình có những cái vị trí, những cái cánh bông nó gần giống nhau đúng không? Khi mà mình vẽ như vậy á thì thành ra là cái bông của mình nó giống như cái stem ha. Những cái bông mà mình dùng cái stem mà mình ảnh nó vào đó. Đó, thành ra là nó giống như vậy. Nhưng mà cái bông stem á, nó sẽ sắc nét hơn cái bông mà mình vẽ bằng tay nữa. Bây giờ mình xong cái phần này ha. Nó bị chày rồi cả nhà đợi chút xíu ha, nó bị chày chút xíu rồi mình sẽ khuyên nó. Nó bị cái tay của Christine chày rồi ha. Đó, Christine sẽ clean nhẹ cái bên hông ha. Vì nếu mà mình không clean á, lát ra nữa là cái bông của mình á, nhìn nó không có đẹp ha. Nó không có hoàn toàn, nó không có sạch sẽ. Đó, vì nó bị một chút xíu với sắp làm cái hình tay của mình nó mất nét đi đúng không? Mình sẽ clean ha, clean thật nhẹ thôi. Đâu muốn. Đó, vì tay hồi nãy là cái treo nó chưa có khô á, tay của Christine đụng một cái nữa là nó bị lem ha. Thay vì chùi đi thì Christine sẽ dùng một chút xíu gọi là clean để cho nó không có bị mất thời gian nhiều. Và mình sẽ vẽ lại nha. Nó không có được nét rồi, có thể là sẽ chùi đi và vẽ lại. Ok, không sao. Bây giờ là mình sẽ cho vào máy ha, và mình tiếp tục đi cái ngón này, ngón bên này. Những cánh bông của mình không có nhất thiết là phải cho đều nhau nha, nhưng mà nó có một cái điểm nối là nó sẽ nằm ngay chính giữa của cánh bông. Giờ mình sẽ cho nó nối vào với nhau. Mình sẽ chùi đi cái phần này và mình sẽ vẽ lại nha. Đó, cánh bông. Cái bông này á, khi mà mình làm trên cách á, rất là dễ, nó không có khó ha. Đơn giản thôi. Đó, mình từ từ. Nếu mình vẽ mình không thích thì mình chùi đi vẽ lại. Đó. Vì cái này nó phải tròn. Cái bông của mình nó phải tròn ha. Nên tại sao là Christine phải chùi đi và vẽ lại nè. Ai cũng có make-up mà đúng không? Christine cũng vậy nên đó. Nhanh chị mà mới bắt đầu vẽ bông á, đừng lo lắng quá ha. Okay, bên này mình cũng đi giống nhau ha. Mình sẽ đi cho những cái tia nó mỏng thôi. Khách hàng em á chị, để em xong đây đó em mới làm tiếp, làm nó. Đây bông nhỏ mình sẽ đi cho nó thật nhỏ thôi. Mình không có cần đi đậm ha, mình chỉ cần đi lượt lượt thôi. Mình đi thật là mỏng ha. Đó, sau đó mình sẽ để vào máy thôi. Inside. Bây giờ là mình xong ha, xong cái phần design của mình. Ok, insert. Mình sẽ ngắm một lần nữa và mình sẽ xem mình sẽ design thêm cái gì ha. Đó, bây giờ mình chỉ cần thêm cái đai mình vô cái bông là được. Vì cái design của mình nó sẽ không có nhiều lắm, nhiều quá. Mình design đơn giản thôi. Mình chỉ cần vẽ thêm màu sắc và thêm những cái diamond nữa là được rồi. Bây giờ là mình sẽ cho cái diamond ha, sơn thớp. Bây giờ xong rồi mình sơn thớp nha. sơn thấp trước, sau đó là Christine sẽ chấm cái phần đai mình nha. Christine đang sử dụng cái chai top nha, cái chai top coat của Just Nail. Thật là nhẹ nhàng đúng không? Đó, màu rất là nhẹ nhàng. Đây rất là bóng và sáng ha. Cái glitter này rất là đẹp nè. Mình sẽ vuốt hai bên lại với nhau nha. Mình sẽ vuốt lại cho nó không có bị mất shape nha, trước khi mình để vào máy. Cái design này á, mình có thể là để matte hoặc là mình để shiny nha. Nhưng mà hôm nay Christine sẽ để cho nó shiny. Khi mà mình để nó matte á, thì nó sẽ ra cái design như vậy. So you want matte. Đó, mình sẽ để cho nó matte nha. Mình sẽ cho các bạn thấy là cái sự khác biệt khi mà mình sơn matte hoặc là mình sơn shiny ha. Cái design nó ra nó sẽ khác nhau. Đây ha, cái một bên là shiny, đây là shiny ha. Đây là cái design shiny. Đây. Nó shiny nó sẽ đẹp hơn. Nên là Christine sẽ giữ cho nó bóng nha. Mọi người thấy cái design nó đơn giản không? Mình chỉ cần đi cái bột màu, sau đó mình đi ombre và vẽ một chút xíu lên ha, là cái design của mình nó sẽ khác liền à. Cái nền nó sẽ làm cho cái bông của mình nó nổi bật hơn. Đó, bây giờ là mọi người thấy là cái bông nó giống như bông dáng hoặc là bông stem đúng không? Khi mà mình sơn thấp lên nó rất là giống cái bông mà mình sẽ stem nó ha. Nhưng mà đây là by hand ha, mình sẽ vẽ bằng tay. Hi Kyle. Top này rất là dễ sơn ha, mình chỉ cần sơn một lớp mỏng thôi là nó bóng ha, và nó không có bị hột. Đó, mọi người thấy nó bóng không? Ok, inside. Đó, đây là cái design mà Christine đã hoàn chỉnh ha. Bây giờ là mình có thể thêm cái diamond vào cho cái bông của mình hoặc là không. Đó, nếu mà mình muốn thêm diamond thì mình cứ thêm ha, còn không thì mình cứ keep như vậy. Hi Jenny, hi Mimi, hi Dị An. Bây giờ là Christine sẽ cho cái vài viên diamond nha. Thì mỗi cái ngón này là mỗi hai. Thank you Alex Nguyễn. Thank you. Hi Kyle, hi Lupita. Hi Tracy, hi chị. Ok, bây giờ là Christine sẽ cho cái diamond. Nhưng mà Christine khi mà cho cái diamond á, Christine sẽ chấm từng viên với cái glue nha. Vì mình sẽ không có sơn, không có cần gummy gel cho cái trường hợp vậy. Đó, bây giờ là Christine sẽ cho cái diamond. Đối với những cái design này là Christine sẽ cho cái diamond nhỏ thôi, nó sẽ không có lớn. Đây ha, là bây giờ là mình có cái bông mà có diamond. Đó, mình sẽ tô điểm thêm một chút xíu, chỉ cần hai viên thôi ha. Mình cho những cái cánh bông, cánh bông lớn của mình thôi, còn cái cánh bông nhỏ mình không có cần cũng được nha. Đây, mình sẽ nhấc và thả vào đây. Đó, thật là nhẹ nhàng ha. Bây giờ nó là có một cái sự gọi là sự khác biệt. Đó, đối với cái ngón nhỏ này là Christine sẽ cho một viên diamond ngay cái chỗ cuticle, chỉ cần một thôi nha. Hi, thank you and thank you. Thế là mình có một bộ nail đẹp ha và dễ thương. Ok, next one. Và cái bên này cũng vậy ha. Đó, Christine sẽ cho vào cái để cái diamond vào trong cái bông. Hi John Farm. Mọi người có thích cái bông này không? Và cái màu này không? Mình chỉ cần có màu, có những cái yếu tố này là mình làm ra cái design dễ thương nha. Mình thả nhẹ vào nha, vào ngay cái điểm tâm của các cánh bông. Và mình không có sử dụng cái diamond lớn quá, vì nó sẽ che đi những cái đường nét của cái bông nha. Còn cái ngón nhỏ này thì mình sẽ cho nó một viên nhỏ thôi. Khi mà mình cho như vậy mình đừng có quên cái ngón cái nha. Đó, cái ngón của mình nha. Đó, mình cũng cần cho nó một viên diamond thật là nhẹ thôi. Thank you Joy Fan. Đây ha, nhẹ nhàng mình sẽ đặt ngay chính giữa của cái cuticle nè. Đây, thế là mình xong cái bộ design mình có ha. Bây giờ là Christine sẽ chụp hình và cho dầu vào, và mọi người thấy nó có sự khác biệt rất là lớn khi mà mình cho cái dầu vào cái nail nha. Đó, bộ design nó đơn giản nhưng mà nó dễ thương nha. Dễ thương quá. Mình sẽ cho vào sau đó là mình sẽ chụp hình ha. Christine sẽ chụp hình. Thấy không? Cái design rất là đơn giản ha. Mình không có cần nhiều quá, mình chỉ cần xong. Sau đó là mình cho cái vẽ những cái cánh bông này vào là được. Hai lục bình. Bộ này hả? Bộ này thì mình cũng không có nhiều diamond lắm, và cũng không có cái gì gọi là phức tạp, nên cái giá thì của nó là cũng tùy theo mọi người lấy nha. Đó, bây giờ là Christine sẽ chụp hình và để cái tay cho mọi người thấy ha. Dễ thương lắm đi, dễ thương ha. Đó, bây giờ là Christine sẽ xoay cái camera và cho mọi người thấy cái kết quả, thành quả khi mà mình xong ha. Mình sẽ tháo cái mà xuống đây ha. Đó, đây là cái design mà Christine đã hoàn thành xong cái live hôm nay. Thank you, cảm ơn cả nhà theo dõi nha, và hẹn gặp lại trong những cái live lần sau. Bye bye. Thank you.